sao ta đừng có mang chéo người nó xấu uổng được. Rồi vô đây ngồi luôn đi. Uổng xấu uổng. Vô đó ngồi luôn đi. Rồi vô luôn xem nào. Nhà bị chết chết đi. Tóc đâu rồi? Khách méo chân, anh méo chân quá, méo quá. Méo không được, đấy hả? Cái chân nó bị đau. Ok, 1, 2, 3.